thần hy, cả gan phân phát đống sách Cơ Đốc giáo này. Là tín đồ, chúng tôi đọc lời Đức Chúa Trời, làm người tốt và theo chính đạo. Tại sao chính phủ không để chúng tôi yên? Sao cứ nhất quyết bức hại chúng tôi? Hỏi đi, những cuốn sách này từ đâu mà có? Ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc phản đối điều gì thì điều đó là phạm pháp. Đó là chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là luật pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trực tiếp. Ba! 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 Ba mẹ con gửi tấm chăn. Đừng nản lòng, đừng yếu đuối, và ta sẽ làm mọi thứ trở nên rõ ràng cho ngươi. Con đường đến với Dương Quốc không quá bằng phẳng. Tôi tin vào Đức Chúa Trời thật, và tôi sẽ không bao giờ phản bội Ngài. Con gái của bà đâu? Con gái của ông bà chết rồi. Ba ơi, tại sao mẹ lại như vậy? Đức tin của gia đình ta là một điều tuyệt vời, bà chưa từng tưởng tượng. Cô phải đi ngay, chị Tề và những người khác đã bị bắt rồi. Mau lên. Chị Hữu Linh đã bị cảnh sát đánh chết rồi. Ở Trung Quốc, đi theo Đảng Cộng sản Trung Quốc là cách duy nhất để tồn tại. Tin vào Đức Chúa Trời hoàn toàn không phải là một lựa chọn. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy bảo vệ con, để con mạnh mẽ, dũng cảm vượt qua cơn ác mộng này và đi theo Ngài cho đến tận cùng.